quản chi nhiệt đường xa gối mỏi, không khổ thân ai gọi Như Lai. Khổ lao chịu đựng một ngày sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm, mà nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ. Lo tu hành dài khổ trần ai, ôm lòng sớm tối lạc chạy vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gán lừa chú trượt thanh cạn kỳ, mới không mang hương vị trần ai. Người tu đâu phải ngu ngay, mà không biết viết lâu đài cao sang, biết mọi việc thế gian không sót. Nhưng cho rằng tạm vật không ham, biết ngoài ra cõi tục phàm còn nhiều cõi khác đang làm say mê. Cho nên lòng không hề liên ái, chỉ tìm qua thế giới bất di. Tức là cõi đấng từ bi bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toàn lấy phần, ở hai bên phải nhận một bên. Hai bên năm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Muôn anh trai phải leo phải chọc, chớ ngồi chờ dưới gốc không xong. Nhất thời chịu khó ra công vĩnh kỳ, mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài dùa, ngọc lưu lờ như đa khắc chi. Hiện nay một xá một quỳ, mai sao được ngữ liên tỳ muôn thu. Vì thế mới vui tu kham khổ, nếu không trơn chịu khó làm gì. Nhưng kham của kẻ từ bi khác hơn tham của kẻ đi buồn đời. Suy xét kỹ chớ lời giả ngọc, nghe đi khuyên chi dốc lo tu trùng dương. Muốn dẫm mịt mù ngóng tính quê nổi đảo màu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, bởi chưa nghe tin tức vui mừng. Ngày nào nước mắt hết rưng là ngày ba tánh giảm dân an hòa. Chữ đạo đức vốn là nhân thiền, người thương người là chuyện ngay đường khắp. Trong nhân loại hiền lương chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều này không ngớt, dù bao nhiêu kinh luật chẳng ngoài. Quê nhà đồng đạo gái trai chữ nhân thiền, chứ lợn phái tâm tình đọc giảng kể làm in theo đó. Chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành, đã là thấy có chim xanh tức là kim mẫu hậu hành đau lai. Tính mạnh chớ ngờ phai ý niệm, sẽ có ngày thọ điểm chân quan. Khuất gương gì bởi phủ màn, khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương. Chớ âu sầu cũng đừng bãi hoài, nên gắn công trì giới xem sao.
Phật Ngài đã bao cách nào ta đem nói cạn ở vào nơi đây, kể từ nay đến ngày rút rau. Phật sẽ còn bao nốt nhiều điều, muốn cho ai cũng được siêu lần lần, ta sẽ ghi nêu gửi về tiếng nói trong liên quê còn nữa. Đây ta xin tiếp kế nghe luôn, trong khi ta ngơ ngẩn hồn, rằng qua sau có lắm muôn phép màu, mười phương Phật ở đâu cũng thấy. Lòng muốn sao có vậy đáng kinh, khéo thay các Phật động tình vì thương sanh chúng lập nên qua này. Ta đang nghĩ rồi đây phải liều, sao cho xong phận điệu làm trò, tai liền nghe tiếng sấm to trong hoa sen hiện lên phó kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ứng đỏ vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây, chớ quên những lời thầy đã dạy. Một lòng son trì giới giữ chay, xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc lãng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca cứ đi theo đó thì là vẹn thân, nước nguồn với nước sông khác chầu. Nhưng tánh cùng một ngõ như nhau, cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp khá âu thuận hành. Kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhìn, giờ phút này chưa tiện nói ra, hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời, xin ráng đợi chớ lời giả sách. Sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không, nhiễm màu ôm chắc nơi lòng, gặp người chúng thủy sẽ hồng trao cho. Lời son ở nơi phó kinh nhiệm, ta vừa xem vừa nghiêm tư lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu kham. Kinh tự lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua, quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nó phát ra, rằng con ơi Đức Phật đa vì con, vì khắp ta bà chúng sanh, giải rõ từ kẻ răng chân tóc. Phó kinh rồi là một diệu phương, ngày nào thuận nước thuận đường, kể cho dân chúng được tường ơi con. Cay vì đăng con còn nhiều lúc, chịu cho qua chớ phúc chối từ. Hy sinh cái kiếp hoại hư, xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng, riêng mình chịu khổ một thân, giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ. Sự khổ ấy đáng cho chịu khổ, khổ càng nhiều đức
đổ càng cao khổ nay, nhưng lại vui sao, vui sao cùng cấp người nào cũng vui, mình được vui cho người vui với. Sự vui này mới gọi Phật thật vui, thế nên dù chịu dập dùi gì vẫn cứ mãi vui cười ơi con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lăn ngày bữa cho qua. Đạo màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu mai mặt, đói cũng quên đến khát cũng quên, ban ngày chỉ những ban đêm chữ từ bi hai chữ, một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết, Phật mười phương các việc hiểu rành. Làm lành thì cứ làm lành, không cần ai biết mới thành ơi con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng má khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì. Điều này con xét kỹ đi, rồi thì sẽ được cụ quy mấy lấy mình. Phật nói xong giáng sinh một tiếng, rồi giáng hình tự biến ra không. Đó qua cùng ngọn đèn hồng đèn, thì phơ phất qua không cửa mình. Trong có vẻ huyền linh vô tận, một hoa màu trong vạn đóa hoa. Hồ sen rộng lớn bao la, nước trong riêu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hẳn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cánh này, đâu phải áo quyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mỹ đâu không. Ước người cùng thấy được bóng như ta đã thấy, thì lòng mới vui. Những tin rằng những người nghe đây, nếu tin ra nghe lấy lời ta. Mỗi lời nói ở trong hoa, lòng son chặt giữ như là keo sơn. Ai cũng được hành chân chánh đạo, y như lời Phật bảo xưa nay. Hoa kia hiện đến có ngày, thấy hoa sẽ được nhiều bài hay ho. Qua đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm, Phật mười phương diễn kiến tận mài. Bệnh trầm được gặp thuốc hay há, không mừng rỡ đưa tay rước dao. Việc có thật chớ nào mơ mộng, ráng tu hành sẽ đặng chứng minh. Nên không gì cũng tại mình, việc chi khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vô cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Tự nền trong khói ung chất ngất, rồi hiện ra muôn vật đủ hình.
rối loạn càng thấy càng kinh xung sân đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lối hung tàn đủ điệu khác nhau. Nổi chìm như sóng ba đào chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình. Tai liền nghe vang thinh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra không. Rồi hoa sen dây đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng con ơi cảnh đó là gì. Từ trong không chẳng có chi sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren, sâu di tốt đua chén xô đầy. Giữ cùng lành qua lại không ngừng, rối loạn khó nổi biệt phân khổ sầu chi sanh não nần chi qua. Đây tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đấy mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư tất cùng chư Phật cũng như khác gì. Mỗi việc của người suy giới nghị như khói ung hồ mỹ vô căn, chung quy như tiên sấm gian diệt chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh mười phương các Phật phép lành cho xem, riêng con biết khá đem người biết. Đạo búa ra khắp hết trong trần, nêu lên hai chữ quá dân khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn ở bên giường cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian. Đâu vui, đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thao vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tâm, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm. Có tham cảnh Phật nên tham cõi phàm khuyên, chứ nên ham làm gì. Dạng vật vốn hữu kỳ bất diện, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang giàu chỉ là giọt nước trên tàu lá rung, nên khuyên kẻ sai cuồng sự vật. Khá nhìn ngay cái xác đang mang, xác kia như đốm lửa tàn khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lâm chỉ làm một lúc, giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn. Mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn là các việc cũng lòn đi theo. Có của chứ nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàng. Lo làm những việc phước doan sát thần, khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí, bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, những nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ơi trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu. Giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mắt vào cũng thương. Nói một cách
thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt, tươi hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mây chớ này, cố làm để giúp nhân loài ơi con. Tình siêu thầm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khẩn dứt đi, không ai bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cái, như từ xa đưa lại dí gieo, khác nào đang bị đá treo dứt đi. Lòng thế như phao hỏng người, bạc về kim chớ lời khó chuộc. Chết mấy thay vẫn buộc vào lòng, làm cho bá tánh hiểu thông. Như lời đã nói trong bóng mới vừa, nơi đất khách sớm trưa chi tôi. Lòng chỉ lo một môi ấy thôi, đủ hình giá trá trong đời cốt. Làm cho chung hiểu lời Phật tôn, quê nhà khắp hương thôn đồng đạo. Đừng quên đây đang thảo nhiều môn, uống chiều trên lỗ càng khôn. Thân này kể đã như chôn hết rồi, sống mà chết ai người có thấu. Thấu được cho quy báo chỉ hơn. Kìa xem mây giáng đầu non đây, cùng mọi việc tục trần thế ư ráng cùng đây. Cho như một rạp nửa chân đường, chứ đạp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiên Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, sự muôn ưa phải nhịn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thê mấy cũng trì. Cho nên ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ này ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trùng dương, người trong quốc nổi còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức, sớm muộn gì cũng được như nguyện. Gấp ngày trời hợp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chung, tình ta luôn âm úng trong dân. Tuy thân kẻ sợ người tần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kim châm. Không riêng thông cảm bằng tâm, mà còn liên hệ đến thân xác phàm. Sinh già trẻ ráng làm việc phải, giúp cho đây bớt cái ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu, càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút, bớt cho đây những khúc đau buồn. Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn, vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ừ.
ước mong được gió mau đưa đến để nhổ sào rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn niềm xưa không thể luận bàn hết câu, riêng ta thấy ưu sầu hiu hoành. Người quê nhà cũng chẳng buồn đau, chắp tay nguyện dãi trời cao duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần ngày phúc chia cách vì cơn suy bì. Ngày nhất quy là khí thành hưng, từ đây đến lúc chở chân cũng nên gắn đợi, xin đừng lãng tâm chữ đạo lý là mầm cứu khổ. Câu huyền cơ là chỗ giải quan, dù cho muôn vạn hùm lan cũng đi cho đến tốt đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trai chỉnh rồi đây đó thôn tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lãng hiếu khô một ngày, núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn. Rừng dù to cứ đốn sẽ thưa, tội bao lầm cố gắng chừa cát có ngày hết được, chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, sợ nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cũng một khác đâu, trái bầu cũng với hột bầu không xa. Ôm chi đảo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lấp lừa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Chân tâm tở trời thu sáng tỏ, dòng niệm như mây bủa mịt mờ. Mây kia tàn tản càng thương, trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy khá để lòng xét kỹ, ngó mắt vào tường lũy bình quang. Từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm, sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bịa chuyện người ôi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là dịp giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nàng cần lo tu gấp, chớ màng sự chi. Quy Phật nhớ làm ý theo Phật, quy tăng cần doái bước theo tăng. Phật tăng quy nhất một đàn, với lòng quy pháp giáo càng gắn ghi. Trong giáo pháp luật nghi là cội, kẻ tu hành sớm tôi ráng gìn luật nghi. Càng giữ sạch tinh đạo màu, càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tỉnh quê nội, được có người mở khối linh quang. Lòng đây xin chư phụ phàng ráng khai phá hết bức màn vô minh.
mỗi sự vốn tại mình tất cả, làm việc chi phải kha xét suy. Quỷ rồi khi biết bỏ đi phải, chưa làm được cố trì cho nên, những tật xấu ráng quên cho được. Các việc lành không chút bỏ qua, lòng luôn mật niệm Di Đà nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trọng đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người giả chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bay ơn trên cứu dân, khỏi cảnh đạo điên khốn nạn, ở trong một nén nhang rẻ giá. Đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy, quý vườn bao Phật tiền đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức, của bất lương dây một trả mười. Nhỏ to cạn xét dân ơi liệu, cho hồn khói bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tai muôn triệu, nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lựa kỹ bớ chư duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lành nhiều câu bi yếu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay, nơi lòng được biết nên bày ra đây. Muốn ai cũng cùng xây đạo Pháp, lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn vinh. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê, không màng đến kẻ phân che không lành. Đạo bác ái quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần, miễn là giúp kẻ được thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không dày sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy việc còn lạ chi. Khuyên nam nữ khá suy tốt lè, chớ cho tu là kẻ dạy khờ. Nếu không biết mối quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên. Ta vì quá cuồng điên đạo ly, nói không ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn nói ra, vì muốn hương tôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu. Gần ngày biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quầy đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cất chân rừng thấm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà đổi thay nhiều cuộc, đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát tư. Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quy bảo ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiển minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang. Trong lòng liền phát nghĩ ra Phật
ơi, có biết tâm ta muốn gì, chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt. Bên tay như gió trốc đi qua, ngọn đèn liền tỏ sáng ra như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đầu đánh ình ình gian dồi, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong ngưng liền thấy hạt bay ngậm phong thơ đỏ nhã ngay trước đầu, thơ chỉ có bốn câu thì ngắn. Lời giảng đơn căn dặn như vậy, ba hồi trống mở khai, mọi người thấy giang tay. Tiếng trống kia khi dứt không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu này xin ai khéo nghiệm, màu làm sao và nhiễm làm sao. Càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, có tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chúng như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, từ tan lần đến diệt qua không. Cũng đèn rồi lái cũng bông nghiêm trang, khó tả sao cùng nghiêm trang. Ơi đầm đảo kiến gan bê chi, làm sao cho hiển thị qua đèn, sẽ là không ngớt lời khen thần tiên. Của diệt thần tiên khó lường, thần tiên cũng tự đường sanh chúng, mà đạo lại đem chốn siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tình chơ, có để riêng lòng ngờ, tâm đang rối đang mờ không thấy. Thần tiên nằm trong mấy ráng môi, lắm tâm để trí mà coi thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không hoa ráng bình, khi thấy ra nhờ tính dẻo dai. Lòng nguyền la lánh nở trận ai, việc chi dù lâm rượu này không ham. Khó thế mấy cũng cam chịu khó, miễn làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chậm, không gấp tu thì hỏng quá đi. Mái trời như chớp rất nguy, định rằng việc chẳng gấp chỉ là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó, là việc thường hay có phải không, thì là cơ cuộc đại đồng. Ngày kia cũng thế chớ hồng sai hoa, mắt đây thấy Phật Đà quá hiền. Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ, chừng ngày tai nạn phụ vì gió lai, một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thân than sơ lọt, khí trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiển ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lần biên qua đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thầm, từ trong qua như vạn muôn người. Kẻ thì như đắm giữa dời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa nuôi lừa, có
Có người như té hô thẳm sâu, có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lanh, có người bị giặc búa giăng tai, nghe đầy tiếng rên than não này, nghe không cũng hồn mê phách lạc. Nếu thấy càng thành thức tâm kinh, chính đây cũng bắt rùng mình thảm thế ấy, dung bao tính sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bị từ ra tay, cứu vớt con người trần ai, dân nếu gặp cảnh này khó sống. Kẻ không tu càng mỏng thêm hơn, làm lành hỡi khách tạm trần tuồng đời, càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu, bởi người nên Phật mới cạn lời dạy dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành, ngõ hầu tinh thức tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuyên. Hiện lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng vị người nào được ư, vì lẽ ấy cần quy chánh lộ. Một lòng thành hối ngộ tu hiền, không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm di diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lơi, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn cội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình, trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi vọng cả mọi nơi. Tỉnh cho được khách trận đời hết, người mê muội mới thôi vận hành, mà hiện thân ở đảo gần xa thầm. Giống từ bi dẫn râm khắp, cùng lốc lăng chiều uông tứ tung, lòng trong sao trước dẫn trong một màu. Phật có dạy một câu bí nhiệm, rằng con ơi trong biển có vàng, muốn tìm phải lọc phải sàng, được vàng phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xả lân thân vào, thật vàng dấu lửa nào không sợ. Có lốc lăng mới rõ giả chân, ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lầm. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho dương mán sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi mượn đời, để tạo những gì cao siêu, bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiền. Bên trong luôn một chuyện đạo màu, quê nhà khó hiểu cho đâu, tình riêng ôm giữ đạo màu chúng lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy sự người lao lách thích ứng. Nhưng chung quy một bước
chân đưa dân chung đến hưởng phần siêu sanh. Chớ lấy vật bên mình biên qua mà dối vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều, muôn năm cũng không tiêu mòn được. Thất vàng mười sao trước chói chang, quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đây một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đạo đức, sẽ cùng đây quy nhất ý nguyện. Dù quản chi diệt đường xa gối mỏi, không khổ thân ai gọi Như Lai. Khổ lao chịu đựng một ngày, sướng vui sẽ được bồi tài muôn năm, mà nếu chẳng thế đâu cam chịu khổ. Lo tu hành dài khổ trần ai, ôm lòng sớm tối lạc chạy, vì không muốn sự oan dây buộc mình. Gán lừa chú trượt thanh cạn kỳ, mới không mang hương vị trần ai. Người tu đâu phải ngu ngay, mà không biết viết lâu đài cao sang, biết mọi việc thế gian không sót. Nhưng cho rằng tạm vật không ham, biết ngoài ra cõi tục phàm còn nhiều cõi khác đang làm say mê. Cho nên lòng không hề liên ái, chỉ tìm qua thế giới bất vi. Tức là cõi đấng từ bi bất sanh bất diệt vĩnh kỳ lạc an. Đọc qua đây rồi toàn lấy phần, ở hai bên phải nhận một bên. Hai bên năm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Muôn anh trai phải leo phải chọc, chớ ngồi trơ dưới gốc không xong. Nhất thời chịu khó ra công vĩnh kỳ, mới được phước hồng trả cho. Chẳng gia tâm lắng lo mài dùa, ngọc lưu lờ như đa khắc chi. Hiện nay một xá một quỳ, mai sao được ngữ liên tỳ muôn thu. Vì thế mới vui tu kham khổ, nếu không trơn chịu khó làm gì. Nhưng kham của kẻ từ bi khác hơn tham của kẻ đi buồn đời. Suy xét kỹ chớ lời giả ngọc, nghe đi khuyên chi dốc lo tu trùng dương. Muốn dẫm mịt mù ngóng tính, quê nổi đảo màu chấn hưng. Thường đêm thường rưng rưng nước mắt, bởi chưa nghe tin tức vui mừng. Ngày nào nước mắt hết rưng là ngày ba tánh giảm dân an hòa. Chữ đạo đức vốn là nhân thiện, người thương người là chuyện ngay đường khắp. Trong nhân loại hiền lương chính là thế giới thiên đường tại đây. Ta ước nguyện điều này không ngớt, dù bao nhiêu kinh luật chẳng ngoài. Quê nhà đồng đạo gái trai chữ nhân thiện, chứ lợn phái tâm tình đọc
giảng kể làm in theo đó. Chớ xem qua rồi bỏ chẳng hành, đã là thấy có chim xanh tức là kim mẫu hậu hành đau lai tinh mạnh, chớ ngờ phai niềm sẽ có ngày thọ điểm chân quan khuất gương gì bởi phủ màn. Khi màn hết phủ rõ ràng thấy gương, chớ âu sầu cũng đừng bãi hoài, nên gắn công trì giới xem sao. Phật ngài đã bảo cách nào ta đem nói cạn ở vào nơi đây, kể từ nay đến ngày rút rau. Phật sẽ còn bao nốt nhiều điều, muốn cho ai cũng được siêu lần lần, ta sẽ ghi nêu gửi về tiếng nói trong liên quê còn nữa. Đây ta xin tiếp kế nghe luôn, trong khi ta ngơ ngẩn hồn rằng qua sau có lắm muôn phép màu, mười phương Phật ở đâu cũng thấy. Lòng muốn sao có vậy đáng kinh, khéo thay các Phật động tình vì thương sanh chúng lập nên qua này. Ta đang nghĩ rồi đây phải liều, sao cho xong phận điệu làm trò. Tai liền nghe tiếng sấm to trong hoa sen hiện lên phó kinh màu. Hào quang chiếu mỗi câu thấy rõ, mỗi chữ đều ứng đỏ vườn son. Kinh rằng con hỡi là con, phận trò muốn được vẹn tròn nghe đây, chớ quên những lời thầy đã dạy. Một lòng son trì giới giữ chay, xả thân cầu đạo hôm mai, chỉ tu không phúc với lãng phai thì tròn. Thầy làm sao thì con theo vậy, bước chân thầy con phải dẫm qua. Con đường của Phật Thích Ca cứ đi theo đó thì là vẹn thân. Nước nguồn với nước sông khác chầu, nhưng tánh cùng một ngõ như nhau. Cây thì mọc thẳng lên cao, nước thì xuống thấp khá âu thuận hành. Kinh còn tả muôn ngàn nẻo nhìn, giờ phút này chưa tiện nói ra. Hẹn cùng lớn nhỏ gần xa, có ngày ta sẽ viết ra hết lời. Xin ráng đợi chớ lời giả sách, sẽ gặp hồi tương đắc chẳng không. Nhiệm màu ôm chắc nơi lòng, gặp người chúng thủy sẽ hồng cao cho. Lời son ở nơi phó kinh nhiệm, ta vừa xem vừa nghiêm tư lời. Kể sao cho hết người ơi, thế gian sanh với Phật trời đâu cam. Kinh tự lật từ trang đến cuối, rồi bỗng nhiên gió thổi nhẹ qua. Quyển kinh lần lượt bay xa, chỉ còn để lại đóa hoa sen vàng. Liền có tiếng nhạc vang lên nữa, kể từ trong hoa nó phát ra rằng: con ơi Đức Phật Đà, vì con vì khắp ta bà chúng sanh, giải rõ từ kẻ răng chân tóc.
phó kinh rồi làm một diệu phương, ngày nào thuận nước thuận đường kể cho dân chúng được tường ơi con. Cái Di Đăng con còn nhiều lúc chiều cho qua chớ phúc chối từ, hy sinh cái kiếp hoại hư xây thành an lạc cho người năm châu. Con chịu khổ Phật đâu muốn thấy, nhưng khổ vì bác ai đáng mừng, riêng mình chịu khổ một thân, giúp cho sanh chúng cả muôn người nhờ sự khổ ấy đáng cho chịu khổ. Khổ càng nhiều đức độ càng cao, khổ nay nhưng lại vui sao cùng cấp người nào cũng vui, mình được vui cho người vui với. Sự vui này mới gọi Phật thật vui, thế nên dù chịu dập dùi gì vẫn cứ mãi vui cười ơi con. Con đã khổ nhưng còn khổ nữa, cứ lóc lánh ngày bữa cho qua. Đạo màu búa khắp gần xa, một người tỉnh ngộ hơn là muôn châu. Quên ngủ nghe quên câu mai mặt, đói cũng quên đến khát cũng quên, ban ngày chỉ những ban đêm chữ từ bi hai chữ một niềm toan lo. Người dương thế dù cho không biết Phật mười phương các việc hiểu rành, làm lành thì cứ làm lành không cần ai biết mới thành ơi con. Vừa rồi quyển kinh son có chỉ, câu ấy con suy nghĩ ra sao? Câu rằng má khảo đạo cao, muốn cho tâm mát phải nhào ra sông. Muốn được người kêu ông kia nọ, phải tuổi cao phải có công gì? Điều này con xét kỹ đi, rồi thì sẽ được cụ quy mấy lấy mình. Phật nói xong giáng sinh một tiếng, rồi giáng hình tự biến ra không. Đó qua cùng ngọn đèn hồng đèn thì phơ phất qua không cửa mình. Trong có vẻ huyền linh vô tận, một hoa màu trong vạn đóa hoa. Hồ sen rộng lớn bao la, nước trong riêu chảy dưới hoa dịu dàng. Nếu lấy mắt thế gian để thấy, cho không ai ở đây hạn nhiên. Nhưng mà cặp mắt thần tiên cánh này, đâu phải ảo huyền vô nhân. Kẻ nghe đây định thần xét kỳ, tìm hiểu ra đâu mỹ đâu không. Ước người cùng thấy được bóng như ta đã thấy, thì lòng mới vui. Nhưng tin rằng những người nghe đây, nếu tin ra nghe lấy lời ta, mỗi lời nói ở trong hoa, lòng son chặt giữ như là kêu sơn. Ai cũng được hành chân chánh đạo, y như lời Phật bảo xưa nay. Hoa kia hiện đến có ngài thấy, hoa sẽ được nhiều bài hay ho.
qua đã nhiễm đèn cho thêm nhiệm Phật mười phương diễn kiến tận mày. Bệnh trầm được gặp thuốc hay há không mừng rỡ đưa tay rước dao nhiệt có thật chớ nào mơ mộng. Rèn tu hành sẽ đặng chứng minh, nên không gì cũng tại mình, việc chi khó mấy cố hành cũng nên. Ngọn đèn liền ứng lên một cái, sáng vô cùng rộng rãi vô biên. Cả sen lần với cả đèn mất đi, để lại một nền trống không. Tự nền trong khói ung chất ngất, rồi hiện ra muôn vật đủ hình. Rối loạn càng thấy càng kinh, xung xăng đến đổi mắt nhìn không ra. Những hình dáng xấu xa không thiếu, lối hung tàn đủ điệu khác nhau. Nổi chìm như sóng ba đào, chỉ trong giây khắc xôn xao đủ hình. Tai liền nghe vang thinh một tiếng, cảnh ấy liền tiêu biến ra không. Rồi hoa sen với đèn hồng tự nhiên trở lại như trồng đứng trơ. Trong hoa có lời thơ nói rõ rằng con ơi cảnh đó là gì. Từ trong không chẳng có chi sanh ra đủ thứ dị kỳ rối ren, sâu với tốt đua chén xô đầy. Giữ cùng lành qua lại không ngừng, rối loạn khó nổi biệt phân khổ sầu, chi sanh não nần chi qua. Đây tâm trạng người ta đó trẻ, nhìn đây mà hiểu lẽ thiệt hư. Người nào tâm được bình cư tất cùng chư Phật, cũng như khác gì mọi việc của người suy giới nghị. Như khói ung hồ mỹ vô căn, chung quy như tiếng sấm vang, việc chi rồi cũng tiêu tan chẳng còn. Lời văn tắc nhưng con khá nghiệm, hiểu sâu xa là điểm công thành. Vì con vì cả chúng sanh mười phương, các Phật phép lành cho xem, riêng con biết khá đem người biết. Đạo búa ra khắp hết trong trần, nêu lên hai chữ quá dân, khiến cho tất cả xa gần hiền lương. Con nhìn ở bên giường cực lạc, rồi xem qua mảnh đất trần gian, đâu vui đâu khổ rõ ràng, đó là hai thứ thao vàng khác nhau. Con liệu cách kêu gào ba tâm, khá nhận ra hai cảnh Phật phàm. Có tham cảnh Phật nên tham cõi phàm, khuyên chớ nên ham làm gì. Vạn vật vốn hữu kỳ bất diên, sướng giường bao mặt miếng giường bao. Hay là tứ hải sang giàu, chỉ là giọt nước trên tàu lá rung. Nên khuyên kẻ sai cuồng sự vật, khá nhìn ngay cái xác đang mang. Xác kia như đốm lửa tàn, khó làm sao giữ được ngàn muôn năm. Bảo cho lâm chỉ làm một lúc,
giữ bao nhiêu cũng phúc hơi còn. Mỗi ngày tuổi sống mỗi mòn, tuổi mòn là các việc cũng lòn đi theo. Có của cho nên đeo theo của, nên giúp cho những kẻ cơ hàn. Lo làm những việc phước doan, sát thân khi bỏ niết bàn được lên. Càng có của càng nên bố thí, bố thí nhiều đạo vị thêm cao. Tại trần của cải tuy hao, nhưng nơi cõi Phật càng giàu phước thêm. Ấy là kế trường miên ơi trẻ, nào phải đâu là kẻ dại ngu. Giúp người sẽ được đền bù, bất kỳ ai để mắt vào cũng thương. Nói một cách thông thường dễ hiểu, người phải nên biết điều làm người. Giúp nhau là việc tốt tươi, hại nhau là việc ai người cũng chê. Kiếp sống tạm ấy về đỉnh màng, nhưng chớ nên giới hạn vào đây. Giúp nhau cứ nguyện giúp hoài, khắp người nó ấm một ngày cũng nên. Đem thân tạm giả trên trần tục, để tạo chân hạnh phúc Phật đài. Khổ lao dù mây chớ này, cố làm để giúp nhân loài ơi con. Tình siêu thầm gác trên tình thế, nghĩa cao dài phủ cả nghĩa nhân. Bao nhiêu mối nợ lần khẩn, dứt đi không bận Phật thần đây con. Lời vừa dứt tiếng bon một cái, như từ xa đưa lại dí gieo. Khác nào đang bị đá treo, dứt đi lòng thế như phao hồng người. Bạc dễ kim chớ lời khó chuộc, chết mấy thay vẫn buộc dạo lòng. Làm cho bá tánh hiểu thông, như lời đã nói trong bóng mới vừa. Nơi đất khách sớm trưa chi tôi, lòng chỉ lo một môi ấy thôi. Đủ hình giá trá trong đời, cốt làm cho chung hiểu lời Phật tôn. Quê nhà khắp hương thôn đồng đạo, đừng quên đây đang thảo nhiều môn. Uống chiều trên lỗ càng khôn, thân này kể đã như chôn hết rồi. Sống mà chết ai người có thấu, thấu được cho quy báo chi hơn. Kìa xem mây giáng đầu non đây, cùng mỗi việc tộc trần thế ư ráng cùng đây. Cho như một rạp nửa chân đường, chứ đạp lỗ riêng. Tu hành nhớ giữ căn nguyên, có ngày tiên Phật được thiền chẳng không. Mắt dễ nhắm nhưng lòng khó tình, sự muôn ưa phải nhịn dễ gì. Quy y thì ráng làm y, khó tu thế mấy cũng trì cho nên. Ngài thành tựu sẽ đền công khó, khuyên chớ này ngựa gió phong sương. Kẻ đang ở cách trùng dương, người trong quốc nổi còn đường gặp nhau. Khuya sớm chớ quên trao đạo đức,
sớm muộn gì cũng được như nguyện, gấp ngày trời hợp đôi duyên, tất là sẽ được cõi phiền mấy năm. Hồn ta ở đầu nằm khắp chung, tình ta luôn âm úng trong dân, tuy thân kẻ sợ người tần, nhưng lòng luôn được ở gần với nhau. Kẻ quê nhà khổ đau một tí, ta nước ngoài như bị kim châm. Không riêng thông cảm bằng tâm, mà còn liên hệ đến thân xác phàm sinh già trẻ. Ráng làm việc phải giúp cho đây bớt cái ưu sầu. Thân gầy gặp lắm lo âu, càng gầy thêm nữa có đâu bớt nào. Xin vui nghĩ tình nhau một chút, bớt cho đây những khúc đau buồn. Mỗi ngày giọt lệ mỗi tuôn, vì thương ba tánh còn đường gian lao. Ước mong được gió mau đưa đến, để nhổ sào rời bến phù tan. Ngày nào còn cách đôi đàn, niềm xưa không thể luận bàn hết câu. Riêng ta thấy ưu sầu hiu quạnh, người quê nhà cũng chẳng buồn đau. Chấp tay nguyện dãi trời cao, duyên người Nam Bắc khiến nhau sớm gần. Phúc chia cách vì cơn suy bì, ngày nhất quy là khí thành hưng. Từ đây đến lúc chở chân, cũng nên gắn đợi xin đừng lãng tâm. Chữ đạo lý là mầm cứu khổ, câu quyền cơ là chỗ giải quan. Dù cho muôn vạn hùm lan, cũng đi cho đến tốt đàn chớ lui. Hoa chưa nở thì mùi chưa có, trai chỉnh rồi đây đó thôn tho. Dung bội là việc đáng lo, một ngày sau lãng héo khô một ngày. Núi tuy lớn đục hoài sẽ mòn, rừng dù to cứ đốn sẽ thưa. Tội bao lòng cố gắng chừa cát, có ngày hết được chớ ngờ rằng không. Việc chi nếu chỉ công làm mày, dù khó khăn thế mấy cũng thành. Khó khăn là việc tu hành, sợ nay đã lắm người thành đâu không. Chớ ngại bước gai trong chân chờ, vượt tuyết sơn tầm ngõ đảo màu. Thích ca cũng một khác đâu, trái bầu cũng với hột bầu không xa. Ôm chi đảo ngày qua tháng lại, rèn luyện cho đến đại công thành. Lấp lừa tâm não cho thanh, cũng người nhưng sống khác tình phàm phu. Chân tâm tở trời thu sáng tỏ, dòng niệm như mây bủa mịt mờ. Mây kia tàn tản càng thương, trời thu càng tỏ đến giờ sáng trong. Điều ấy khá để lòng xét kỹ, ngó mắt vào tường lũy bình quang. Từ nơi biển rộng minh mang, mặt trời lần mọc thấy càng đẹp xinh. Thoát nhiên tâm diệu minh mở tỏ, cùng biển trời kia có khác đâu. Nghe đây rồi nhớ lo âu, làm sao cho được đảo màu tinh minh. Mưa nắng có chỉ nên công râm,
sẵn đảo màu còn gắn tu thôi. Đây nào bịa chuyện người ơi, cuộc đời còn có mấy hồi nữa đâu. Sớm không liệu muộn âu sao kịp, gặp đảo màu là diệt giải oan. Muốn ra khỏi cảnh khổ nạn cần lo tu gấp, chớ màng sự chi quy Phật, nhớ làm ý theo Phật. Quy tăng cần doái bước theo tăng, Phật tăng quy nhất một đàn, với lòng quy Pháp giáo càng gắn ghi. Trong giáo Pháp luật nghi là cội, kẻ tu hành sớm tôi ráng gìn luật nghi, càng giữ sạch tinh đạo màu càng sớm chứng minh đắc thành. Ta đang ngóng trong tỉnh quê nội, được có người mở khối linh quan. Lòng đây xin chư phụ phàn ráng khai phá hết bức màn vô minh. Mỗi sự vốn tại mình tất cả, làm việc chi phải kha xét suy. Quấy rồi khi biết bỏ đi phải, chưa làm được cố trì cho nên, những tật xấu gắn quên cho được. Các việc lành không chút bỏ qua, lòng luôn mật niệm Di Đà, nhớ ghi lời Phật Thích Ca giải truyền. Trong đạo đức hơn quyền chức tạm, giúp cho người giả chẳng mong đền. Ngày đêm khấn bay ơn trên, cứu dân khỏi cảnh đạo điên khốn nạn, ở trong một nén nhang rẻ giá. Đem tinh thần cao cả để vào nén nhang ấy, quý dường bao Phật tiện đâu cũng bôn đào chứng minh. Một xu được lời đền giảng đức, của bất lương dây một trả mười. Nhỏ to cạn xét dân ơi liệu, cho hồn khói bị rơi diêm đài. Chỉ một thấy quả tai muôn triệu, nhã dài lời phước nhiễu trăm thiên. Lọc lừa kỹ bớ chư duyên, bà làm bà nói là nguyên tội sầu. Ta được lãnh nhiều câu bí yếu, của Phật tiên giải biểu xưa nay. Bước đường đâu dài đâu ngay, nơi lòng được biết nên bày ra đây. Muốn ai cũng cùng xây đạo Pháp, lo cho mình lo khắp người ta. Giống lành gieo rải gần xa, tạo nên thế giới an hòa phồn hưng. Chớ ích kỷ cho thân sung sướng, mặc cho ai nghiệp chướng nặng nề. Riêng mình ăn mặc phủ phê, không màng đến kẻ phân che không lành. Đạo bác ái quên mình lo chung, đức từ bi rộng bụng thương dân. Phận mình lao khổ chẳng cần, miễn là giúp kẻ được thân no lành. Đạo như thế mới thành chánh đạo, đức không dày sao bảo đức tôn. Dạy ngoài nhưng lại trong khôn, ngoài khôn trong dạy việc còn lạ chi. Khuyên nam nữ khá suy tột lè, chớ cho tu là kẻ dại khờ. Nếu không biết mối quyền cơ, đâu cam non lạnh ngồi chờ lục niên.
tan vì quá cuồng điên đạo ly, nói công ngừng mùi vị Phật môn. Nhưng ta đâu dám làm khôn nói ra, vì muốn hương tôn tu hành. Nói đây chẳng riêng mình bài nói, do Phật Ngài chỉ mối cạn sâu. Gần Ngài biến quá còn dâu, nói ra cho chúng quầy đầu tu thân. Chậm một bước não nần mấy đoàn, mau cất chân rừng thấm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà đổi thay nhiều cuộc, đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát tư. Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quy bảo ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiển minh trước đó, ta chừng như quên có đèn quang. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì, chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt. Bên tai như gió trốt đi qua, ngọn đèn liền tỏa sáng ra, như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đầu đánh ình ình gian dội, ba hồi to nhức nhối lỗ tai. Trong ngưng liền thấy hạt bay, ngậm phong thơ đỏ nhã ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thì ngắn, lời giảng đơn căn dặn như vậy. Ba hồi trống mở khai, mọi người thấy giang tay. Tiếng trống kia khi dứt, nghe không hỏi cũng biết ngay. Bốn câu này xin ai khéo nghiệm, màu làm sao và nhiễm làm sao. Càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, có tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chúng như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, từ tan lần đến diệt qua không. Cũng đèn rồi lái cũng bông, nghiêm trang khó tả sao cùng nghiêm trang. Ơi đồng đạo kiên gan bê chi, làm sao cho hiển thị qua đèn. Sẽ là không ngớt lời khen thần tiên, của việc thần tiên khó lường. Thần tiên cũng tự đường sanh chúng, mà đạo lại đem chốn siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên khá tình, chớ có để riêng lầm ngờ. Tâm đang rối đang mờ không thấy, thần tiên nằm trong mấy ráng môi. Lắm tâm để trí mà coi, thần tiên ấy sẽ bực loài sáng ra. Việc có thật không hoa ráng bình, khi thấy ra nhờ tính dẻo dai. Lòng nguyền la lánh nở trận ai, việc chi dù lâm rượu này không ham. Khó thê mấy cũng cam chịu khó, miễn làm sao mở tỏ chân linh. Thoái hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chậm, không gấp
tu thì hổng quá đi. Mấy trời như chớp rất nguy, định rằng việc chẳng gấp chỉ là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó là việc thường hay có phải không, thì là cơ cuộc đại đồng. Ngày kia cũng thế chớ hồng sai hoa, mắt đây thấy Phật Đà quá hiền. Việc thế gian nhiều chuyện quái kỳ, chừng ngày tai nạn phụ vì gió lai, một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng cõi thênh thang sơ lọt, khí trời đâu cũng lốc đến nơi. Tu hiền mới vững người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện qua vàng hiển ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lạnh biên qua đồng rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thầm, từ trong qua như vạn muôn người. Kẻ thì như đắm giữa dời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa nuôi lừa, có người như té hô thẳm sâu, có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lăn, có người bị giặc búa văng tai, nghe đầy tiếng rên than não này, nghe không cũng hồn mê phách lạc. Nếu thấy càng thành thức tâm kinh, chính đây cũng bắt rùng mình thảm thế ấy, dung bao tính sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bị từ ra tay, cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mỏng thêm hơn. Làm lành hơi cách tạm trần tuồng đời, càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu. Bởi người nên Phật mới cạn lời dạy dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tinh thức tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuyên. Hiện lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng vị người nào được ư. Vì lẽ ấy cần quy chánh lộ, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thâm thâm di diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lơi, nãy không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn tội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thôn hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi vọng cả mọi nơi. Tỉnh cho được khách trận đời hết, người mê muội mới thôi vận hành. Mà hiện thân ở đảo gần xa thầm,
giống từ bi dẫn râm khắp cùng lốc lăn chiều uông tứ tung lầm trong sao trước dẫn trong một màu Phật có dạy một câu bí nhiệm rằng con ơi trong biển có vàng muốn tìm phải lấp phải sàng được vàng phải chịu gian nan trăm phần câu ấy rất lý chân tuyệt diệu nên thân này vui chịu khó khăn biến hình khi tục khi tăng cảnh nào cũng vẫn xả lân thân vào thật vàng dấu lửa nào không sợ có lóc lăn mới rõ giả chân ta bà đâu cũng léo thân mà nơi nào cũng như cơn gió lầm trước sau cũng vẫn không bóng dáng không để cho dương mán sự gì luôn ôm lấy giả từ bi mượn đời để tạo những gì cao siêu bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiện bên trong luôn một chuyện đạo màu quê nhà khó hiểu cho đâu tình riêng ôm giữ đạo màu chung lo thật có một quyền do nhiều cách tùy xứ người lao lách thích ứng nhưng chung quy một bước chân đưa dân chung đến hưởng phần siêu sanh chớ lấy vật bên mình biên qua mà dối vàng cho cả như nhau bề ngoài vàng giống như thau nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều muôn năm cũng không tiêu mòn được thật vàng mười sao trước chói chang quê nhà chớ giả nghi nan xin cùng đây một lòng vàng chớ phai chịu khó nhọc dồi mài đạo đức sẽ cùng đây quy nhất ý nguyện dù sao chớ để lợi duyên một ngày nồng mặn đạo nên một ngày tâm không bận trần ai nhất vật duyên lành gây khắp đất không chữa lòng này ai hiểu được chưa nếu chưa hiểu đang hiểu cho đến cùng cùng từ xưa đến ngay trong huyện kiếp vì nặng duyên rơi khắp nhân sanh lao thân cõi tục muôn nghìn để làm cho giống hữu tình mọc lên nay cũng thế đâu quên lẽ ấy đi đó đây tìm cái duyên xưa nhờ trời ban bố mốc mưa cho đâu đó được lòng vừa như nhau dắt được một người vào cửa Phật mừng còn hơn bao vật muốn xe lời lành thấy kẻ không nghe đớn đau như thể búa đe đập vào đêm không ngủ vì câu suy lượng ngày quên ăn bởi tưởng xa gần nặng tình dân phải mòn thân đau hoạn miệng dân động tình. Môi siêu nhiệm nơi kinh khó dạch, ở nơi lòng là mạch ráng tìm. Thấy lòng tất biết khổ kim thấy tình dân quốc thấy miền kẻ xa. Ngày nào được thấy ra điều ấy tất cùng đây như cháy với hiên ráng trao cho thấm lấy duyên quang âm thế chỉ ngồi bên Di Đà ngài Hy Lạc chính là ngài đắc phúc trùng lại ấy phúc vinh quang
quê nhà lớn nhỏ cả toàn để cùng nâng chén huy hoàng gần xa. Sự khổ sở tuy là lắm chịu, lòng không nao xứng điệu làm trò. Tổ thầy tất đã hiểu cho, chứ ngờ áo gấm mặt mò trong đêm. Có một chuyện khiến thêm tin chắc, vào một đêm nước mắt đang tuôn. Lòng sao chi xiết ưu buồn cách, hiền khôn đốn còn hung an nhàn. Liền bên tai nghe vang tiếng nói rằng, con ơi chớ vội trách phiền. Phật trời đâu có vị riêng hiền, mà khôn đốn vị hiền mới đây. Hung được sướng vì gây phước trước, ngay phước hết rồi não nuột ba ban. Chớ rằng hung mới được an nhàn, còn hiền khôn đốn cách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi,